Ok, vô các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Tùng Mỹ Game. Thì chúc các bạn một cái buổi trưa 11 giờ trưa thứ hai vui vẻ ha. Đầu tuần đầy năng lượng nha các bạn. Thì tuần vừa rồi thì các bạn nếu mà theo dõi livestream của mình thì các bạn biết được là mình livestream hầu như là full tuần, chỉ nghỉ mỗi thứ sáu thôi, thứ bảy chủ nhật thôi. Thì nói chung là mình đã có thông báo cái lịch livestream ở trên cái group Tùng Mê Game và Bầy Khủng Long, các bạn có thể join vào đó và biết thêm chi tiết về cái lịch livestream của mình. Thì thường thường mình sẽ live vào thứ hai đến thứ sáu 7 giờ rưỡi tối mỗi mấy cái ngày đó, còn thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ up để kiểu như là xét lại cái niềm đam mê ARK của mình, nghỉ 2 ngày kiểu như là bị ghiền á, thì mới có hứng thú đầu tuần quay trở lại cho các bạn coi ha. Thì livestream tuần rồi mình có nói là mình farm Paragon xong mấy cái đợt đó, thì mình sẽ qua tuần này mình sẽ làm vài cái content kiểu như lạ lạ mới mới và tìm ra những cái con mạnh mạnh hơn nữa cho các bạn, và chỉ cho các bạn cái cách mà lên Ancient nhanh nhất ha. Thì ok, nội dung clip của ngày hôm nay đó là mình được chia ra làm hai phần, không những là build thú mà mình còn chỉ các bạn cái cách mà lên Ancient nữa. Thì hôm nay mình sẽ chốt đơn cho các bạn một cái con này mà phải nói là có thể gọi là chìa khóa thành công, ngon bổ rẻ cỡ trai, ngon còn hơn trai nữa, mà giá nó còn rẻ hơn trai, không phải like, không phải làm cái gì phức tạp cả. Đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một talent mới có tên là Woolly Rhino mới đúng. Thì cái con này á, các bạn biết là nếu mà các bạn chơi ở mấy cái map mà có vùng núi tuyết thì phải nói là farm Paragon cũng như là quét, cũng như là cái tỷ lệ rớt Paragon ra cái việc mà đánh boss á rất là dễ ha. Con này không hiếm Paragon như các bạn, và dễ kiếm, dễ chơi, dễ trúng thưởng nữa. Mà đặc biệt cái yên của nó, mặc dù cái bay đam của nó không mấy là cao, nhưng mà chúng ta không cần phải xét về cái bay đam. Các bạn cũng có thể không cần phải chơi high risk chi cho nó mệt á. Cái yên của nó lên tất cả 300% melee đam rất bình thường ở mọi con thú. Giảm 50% đam, double step hay, cái này là mình không rõ, có nghĩa step có nghĩa là bước chân, hay có nghĩa là chiều cao bước chân hay sao đó tôi cũng không rõ. Cái này bạn nào rành thì có thể comment phía bên dưới giùm mình nha. Còn quan trọng đó là gain Lethal Varon. Thì cái yên của cái con tê giác này là một trong số ít những cái yên mà có thêm biến thể Lethal. Theo như mình biết là có hai cái yên, một là con tê giác, hai là cái con diều hâu ăn xác ở ngoài sa mạc các bạn. Thì tất nhiên là giữa con diều hâu và con tê giác thì tất nhiên là tôi chọn con tê giác rồi, tại vì một phần nó cũng là trend, thứ hai là nó dễ kiếm Paragon. So với cái con diều hâu thì nó khó hơn chút xíu thôi, nhưng mà dù sao thì con này nó cũng mạnh hơn, bay đam nó mạnh hơn, cho nên là chúng ta chơi con này thôi. Đấy thì nói về cái việc mà lethal thì con này hút dễ lên lethal nhất theo như mình thấy ha, tại vì đam nó to rồi. Rồi và bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ đưa nó lên group và nói chung là build cho nó ha. Nói về cái việc Paragon thì tôi quá trời rồi, tôi quá nhiều rồi, có đợt tôi farm mười mấy ngàn ở trong cái livestream rồi, 12, 13 ngàn Paragon là chuyện bình thường. Còn về cái việc mà cái con Woolly Rhino Paragon này thì ối rồi ôi luôn, quá nhiều, không gì phải bàn cả, tại vì nó không phải là cái ghế ha. Thì con này mình cũng mới tem về, con này thì nhiều, nó spawn nhiều ở vùng núi tuyết lắm anh em ạ. Đó anh em nên chơi, mà đặc biệt con này không cần phải kiếm yên legend, tại vì nó đâu có yên legend đâu, chỉ việc đập cho nó Paragon rồi đánh yên thôi, dễ chơi, dễ trúng thưởng, dễ còn hơn con trai nữa đó. Mà so về sức mạnh thì nói chung là nó cũng 1 9 1 10 đó các bạn. Nó Nightmare, tất nhiên là chúng ta sẽ chơi hệ Nightmare nha các bạn. Nightmare con này chỉ để chuyên trị những con boss chứ cũng không về cái việc Paragon, farm Paragon thì mình đã có Nami C rồi, nói chung là mình đã có đầy đủ đội hình rồi, và cái cách đánh của con này nó cũng hơi hơi phức tạp chứ nó không có đơn giản như con trai, và nó cũng không có cống máu nhiều như con trai, nó một một chuột ba nháy, không có vụ đó. Thường thường á tôi cũng thật sự là chưa có trải nghiệm một cách đàng hoàng là cái tính năng là hút của con tê giác như thế nào, kể cả vanilla, tại vì mình thì
cũng chưa có chơi con này nhiều, cũng không có tem nữa, cỡ có một hai lần thôi, cho nên về cái chiêu khúc khúc của nó thì ui mình cũng không rành ha. Thì đầu tiên mình sẽ cắn cho nó lên xề luôn, thế cho nó nhanh. Con này tại vì nó chơi ngon bổ rẻ quá mình, với lại nó mạnh quá, cho nên là mình cũng đang chừa tới cuối clip đó các bạn. Chứ thực ra là mình biết lâu rồi, biết lâu lắm rồi, từ trước khi Hà Thanh chỉ mình nữa, trước khi Hà Thanh chơi nữa, tại vì nó mạnh quá mình mới đưa chừa cho cuối clip. Rồi ok lên C. Rồi bây giờ mình sẽ đưa nó lên Godlike và đưa nó lên Ancient. Tất nhiên là Ancient bây giờ mình đã hết cái show của Shin để mình đưa nó lên Ancient rồi, cho nên mình sẽ hold nó lại và mình test dam cho các bạn xem ha. Và mình tất nhiên mình sẽ đánh yên. Nightmare thì mình đã có Nightmare, mình hồi nãy mình có tìm ở trong đây, mình có một cục Nightmare nè, là mình có thể đưa nó lên rúp rồi. Và sau đó trong đây á, thì mình sẽ chọn cho nó một cái cục God Staccato có hay không. Staccato, ui có Rital thôi chứ không có Staccato. Staccato, ôi Master Fight là sao bro? Omega cũng được các bạn, uống từ từ lên. Staccato, Staccato, ui mình có 3 cục, ok. Rồi, nội dung hôm nay thì build con này dễ ẹt cho nên là khỏi. À và mình chưa im ring nữa nha các bạn, cho nên bây giờ mình im ring nữa nè. Con này thì chưa có train level cũng như chưa có im ring đúng không? Bây giờ mình sẽ thu nó vào cầu, mình sẽ quay về đây. Im ring nó cho nó mạnh lên ha. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ đổi cái mod này. Chain mod thành, hình như mình trong đây mình có một cái chế độ chain mod để xem coi. À đây nè. Trong đây đổi nhanh hơn nè các bạn, đó im ring pull là được ha. Sau đó tạo flip in ring luôn. Đó các bạn đè vô các bạn sẽ thấy đỡ phải bấm mod. Nó sẽ delay. Đó, khai mở im ring. Các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube mình nha, để ủng hộ mình nhiều hơn nha. Im ring pull rồi sau đó pull này một cái nữa là xong. Hiện tại là nó lên C và mình nhớ không lầm, để bây giờ hiện tại bây giờ mình xem thử coi là trong cái bản 3.3 nó có đề cập với một cái bản cập nhật, đó là mutant gen. Mutant gen thì các bạn đã biết ở trong cái series Genesis 2 của mình rồi, thì hình như là bây giờ thú Omega nó vẫn ăn được, nó có thể ăn được muta rồi đó các bạn, để mình thử thôi nha. Nhưng mà cái này đã dành riêng cho các bạn thấy là cái chữ Omega mutagen không, đó là nó chỉ Omega, nó chỉ chơi trong cái vòng khép kín của nó thôi, chứ nó không có chơi với cái độ gốc thì phải, theo như mình đoán là như vậy ha. Mấy cái mutagen này thì nó không work thì phải, để tôi thử tôi lấy miếng coi ha. Và cái cách chế tạo mutagen này mình cũng chưa có nghiên cứu, nhưng mà mình biết mutagen là nó sẽ giúp cho con thú của mình nó mạnh lên. Oh, mutagen có wow, holy shit fucking. Cái này nếu mà bây giờ mình thu nó vô cầu, tại vì cái ai nha, không chừng là tôi phát hiện ra một cái số thứ gì đó bây giờ ha. Do là nó im ring rồi, nó 80% đi cho. Do là nó im ring rồi, mình cũng quên mất đi cái cơ chế của mutagen này nó sẽ như thế nào. Nó ghi là nè, nó ghi rõ ràng là hiếm spray, là hiếm wood again and mutagen tick protect modify to work, là chỉ có thể work kiểu như hoạt động ở trên những con thú ở trong ARK Omega nói riêng thôi, chứ không có nói chung. Bây giờ mình sẽ thử ha, các bạn thấy là nó hồi nãy nó đòi hỏi là 60 mutagen, và bây giờ mình thử là mình đưa nó vô nó vẫn 60. Và các bạn để ý nha, quan trọng là chỉ số đam của mình là 71, là 13 triệu 100, và chỉ số máu của mình 33, để mình xem coi là ăn vô nó có nhảy lên hay không. Ủa. Ui, ngon các bạn. Cái này nó có giới hạn không ta? À, nó ăn đúng một lần thôi các bạn. Hay nha. Cái này nó ăn đúng một lần thôi. Như vậy là mình sẽ đi sưu tầm mutagen các bạn ạ. À, để mình xem search ở trong đây muta không có nè. Trong đây muta coi. Mutagen thì để mình xem coi là nó có thể ráp ở trong cái bàn ARK Workbench này hay không. Tại hồi nãy mình có thấy nó đề cập tới. Không có cả nhờ. Không có, không có các bạn ơi. Trong đây có thể ráp được hay không, hoặc là nó ráp ở cái chỗ nào mà mình không biết biết á. Tất nhiên là không có dính dáng như cái này rồi. Hình như là trong cái này thì phải. Concept
mu ta. Ok, thì cái này bạn nào rành á thì các bạn có thể comment phía bên dưới để hỗ trợ mình thêm ha. Nhưng mà má từ 71 lên 76 là nó mạnh lên nữa đó các bạn ạ. À, nó scale theo cái điểm gốc. Hay lắm con trai ạ. À. Và bây giờ thì mình sẽ thu nó vào cầu cái đã. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ đi qua mình đánh con mình sẽ đi qua mình đánh đưa cái con này lên godlike và đưa con này lên nguyên cái group. Hiện tại thì hồi nãy mình nói là chưa có lên Ensign đúng không? Và đó là lý do mà chúng ta sắp tới cái ti chuyên mục thứ hai, đó là hướng dẫn cái cách mà cái đường tắt mà đưa các bạn lên Ensign ha. Thì một tí nữa mình sẽ nói rõ hơn. Rồi, lâu quá mới thấy va hết. Rồi, ok pro, và bây giờ thì mình sẽ triệu hồi một con Bolson. Bolson Ankylu. Đó, 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 tới nữa rồi đó. Mỗi khi mà một cái con thú nào mà nó đứng trong cái dòng split đó các bạn, thì nó sẽ bị kiểu khó chịu á. Nó sẽ bị nó sẽ bị lóc lại á, cho nên là cũng rất là khó. Mình thì mình vứt cái network của mình rồi. Ôi trời ơi. Ankylo. Ok bro, không sao. Mình sẽ đứng ở cái góc này, đứng gần gần thôi cũng được các bạn, không có gần ấy. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ biến về nhà một cái để cho hiện cái dòng Aber số bình lên ha, lâu lâu nó sẽ bị lỗi hình ảnh. Bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Rồi và bây giờ thì mình sẽ quýnh con Stackle Boss đúng không? Bắt Stackle Boss xong rồi Stackle God. Con này thì quýnh dễ à, quýnh bằng phát cũng được đó. Thật ra khỏi cần Abasobat à, khỏi cần mà mình chuẩn bị trước để hậu quýnh yên luôn các bạn. Mình quên đem Paragon qua. Rồi ok, và bây giờ thì bỏ cái cục Omega Soul vào đây và mình sẽ lấy 100 Soul bất kỳ ha. 100 Soul bất kỳ, sau đó bỏ cái cục này vào đây, bỏ cục này vào đây, sum boss. Dạo gần đây có rất là nhiều bạn hỏi mình Paragon Red kiếm sao, thì mình đã nói rất là nhiều lần rồi, nếu mà bạn nào mà có nhu cầu kiếm Paragon Red thì á, các bạn có hai cách. Một là các bạn quýnh con Zac Boss, thì Zac Boss thì các bạn vô trụ Atta mà các bạn tìm ha. Con Ankylo tôi đâu? Ok, má tôi tưởng nó khè chết rồi chứ, nhưng mà không, bây giờ cũng không cần nó đâu các bạn. Bây giờ chắc không cần đâu. Thôi cho nó về nơi sản xuất của nó đi. Quýnh yên thì mình kêu nó qua, hoặc là trời ơi con C khỏi quýnh yên chỉ cho nó mệt hết đó. Quýnh Zac Boss với lại quay lại vấn đề Paragon Fest, quýnh Zac Boss với lại quýnh quýnh mấy cái con mini boss đồ xì bon ở trên map, nhớ nha, có hai cách đó thôi, duy nhất hai cách đó thôi. Giết giết mấy con đó xong thì các bạn sẽ được nhận phần thưởng là Paragon hoặc là một cái phần thưởng nào đó, đa số là Paragon Wrecker. Ok, như vậy là mình có Stackle Rod rồi. Rồi tiếp theo á là bây giờ về lấy Paragon yên qua quýnh luôn, và mình đi farm level cho nó nữa, về làm cái yên cho nó nữa. Ok, rất là may mắn là từ cái đợt 3.3 là nó mới sửa đổi cơ chế mà farm Paragon Wrecker thôi các bạn, còn trước đó là mình đã farm rất là nhiều rồi, bây giờ mình cũng không màng tới cái việc Paragon Wrecker. Bây giờ lấy Paragon Wooly, lấy 5 cái. Ôi má dư giả quá. Rồi sau đó là mình sẽ cắn cho con Wooly lên. Hình như Wooly hồi nãy mình đã thu nó vào rồi đúng không? Đây cái này và cái này là Stackle God và cái này là Nightmare Rip. Rồi ok, tạm thời chỉ có thể godlike thôi các bạn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ làm đồ cửa cho nó cái đã, rồi từ từ hồi máu nó sao. Và mình đi farm luôn, các bạn cứ xài đồ cửa gốc nha các bạn, cũng không cần phải quá là rườm rà. Con mình mạnh đùng rồi. Và sẵn mình test cái cơ chế hút hút luôn. Nghe nói hút hút là dễ lên lethal lắm.
Tiếp theo là mình sẽ lấy heal. Heal là hai bình Omega heal và một cái bình ESP Omega để nó cắn lên nhanh. Rồi, ok. Để mình test thử coi. Ôi, nó chạy chậm nhờ anh em nhờ. Nó chạy chậm nên là tôi cũng khá thích á. Để coi, khúc coi chuột phải. Phải chuột phải không? Đâu phải chuột phải. Hay là bắt trớn. Lúc mà tôi xem anh em bên kia đánh là nó, mấy ông nói là bắt trớn, bắt ư, cái kiểu này nọ. Sparkle. Hút. Hút. Chưa có một cái điểm XP nào mà đã Sparkle 5 tỷ hả? Đánh thường coi, đánh thường 57 triệu. Đánh thường 57 triệu nha anh em. Đánh thường thì 57 triệu nhưng mà bắt trớn chạy thì nó sẽ 60 triệu. Wow, ít 12 lần. Nhưng mà các bạn để ý nha. Bên cái góc bên đây nè. Cái webcam mình hiện tại là ở đây đúng không? Ok. Thì cái bên cái góc bên đây dưới cái mà XP của con thú á, các bạn xa xa một tí có cái hình trái tim màu đỏ mà khi mà chúng ta vận động mạnh nó có ở trên con Stego, con Chai, một số con mà kiểu ăn cỏ hay gì đó tôi không biết nữa. Nhưng mà khi mà các bạn những cái con nào bắt trớn á, như con Chai á, các bạn chạy thật nhanh và cái cây, cái hình trái tim á, nó đầy cây lên, các bạn không được vấp nha, nó đầy cây lên thì các bạn hút sẽ rất là đau. Đó. Còn con cơ chế con try thì khác nha các bạn. Con try thì nó sẽ đè chuột phải cái trái tim nó mới lên. Thấy không? Các bạn hiểu không? Đè chuột phải trái tim nó mới lên. Còn con này là chỉ việc chạy đè đứt, đè ship bắt trớn chạy thôi chứ nó không có bất kỳ một cái cơ chế chuột phải chuột trái gì cả. Các bạn thấy mình bấm chuột phải là nó chỉ zoom DPS thôi. Zoom Spider thôi. Các bạn thấy không? Dễ chơi không? Như vậy là nó bắt trớn đầy cây là nó ok lắm đó các bạn. Hay nha. Rồi ok, con này để mình mở Autolic. Rồi ok. Đây. 88 điểm máu và 88 điểm đam. Các bạn tưởng tượng đi, bây giờ mình bắt trớn, mình Stackle full cây, full trái tim. Trời ơi ma. Đó là một trong những cơ chế mà đó, như vậy là mình hiểu được lý do tại sao mà anh em chơi cái này là phải bắt trớn rồi. Còn con trai các bạn là đè chuột phải á, là đam của nó kiểu nó không có gây đam, kể cả con chim cánh cụt luôn, nó chỉ gây 22 đam, hôm bữa mình có test cho các bạn xem rồi ha. Cho nên là giống như là cái chuột phải của con trai là nó phế, rất phế. Là các bạn thấy là mình bắt trớn nè, chạy cứng cây luôn nè, mình buông ra là nó sẽ bị 1.2. Ok, được, một con số này chấp nhận được nha các bạn. Mình chấp nhận được. Và trong lúc chạy các bạn có thể circle được luôn. Ok. Và ủn ỉn 12 tỷ. Ok. Và theo như mình nghĩ, mình chưa có test là kiểu nếu mà các bạn bắt trứng gần á, cái trái tim nó chỉ gồng nộ lên cỡ nửa cây thôi. Như thế này nè. Thì nó chỉ không đạt được con số tối ưu, nó chỉ 900 mấy triệu thôi. Ok không? Đó. Nói chung là sẽ tùy theo phần trăm nộ của con này. Đó. Cộng thêm cái việc 300% melee dam nữa, các bạn biết là nãy Stackle hình như là nhiêu ta? Mấy chục tỷ, mười mấy tỷ đúng không? Phải không? Tôi cũng nhớ mới đây mà tôi quên rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn có yên nữa, có gì gì này lọ lọ nữa là nó sẽ mạnh hơn. Và theo như cái yên của nó, cái dòng mà hồi nãy các bạn biết là mình không biết là cái dòng đó tên là gì không? Là cái gì mà cái gì mà step 2 á, là chắc là nó sẽ hỗ trợ cái việc mà chạy đó các bạn. Theo như mình đoán là như thế. 500 đúng không? Rồi ok, các bạn quýnh bình thường thôi, đâu có gì đâu. Woolly xâm ra. Ok, khỏi bút đam các bạn ạ. Con này mạnh quá rồi. 3 giây nó đẹp rồi. Ok, bắt trớn quýnh luôn. Quên nữa, mình chưa có Sparkle nữa các bạn.
do chỉnh trời sáng. Ôi con này quấn nhanh mà quấn khỏe mà khỏi. Ôi tính ra cái cây stamina của con vát xài tới giờ vẫn chưa hết, là mình cũng tưởng là nó nhanh, nó ai à, nó cũng tới giờ là cũng ok rồi đó, giờ nó hết rồi nè. Rồi mà bây giờ nó chết. Đơn giản không, rồi nó nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ về mình run yên cho nó ha, mình bỏ cái Dino Tracker để có gì kêu nó về cho dễ. Dino Tracker đây các bạn cho thấy được. Về ron nhẹ cái yên cỡ 100-200% milidam nữa là đẹp ha. Như vậy là hôm nay chúng ta xong rồi đó, con tê giác này xong, mặc dù chưa lên Ensign đúng không, tí nữa đi mình sẽ chỉ ha. Thì cái cách này á, mặc dù mình nói đường tắt vậy thôi chứ thực ra là nó cũng hơi vất vả cho những anh em nào mới bắt đầu, các bạn không nên làm theo mình ha. Upgrade. Má mình còn có bao nhiêu đây gọi là Uniware Pháp mình thôi đó các bạn. Dạo gần đây là mình không có đi farm nhiều, mình có cái Uniware Pháp mình của mình hơi khan hiếm đó. Bây giờ mình cứ lựa Meledam thôi, tất nhiên rồi. Meledam 30 hả? Chưa phải là một con số tốt. Trên 50, trên 60 là đẹp đó. Thường thường mình sẽ lấy trên 60, 69 là mình hay ra 69 vài đáy luôn, thiệt. Còn kiểu này thì cũng không quá là quan trọng các bạn, thiệt. Hết thì thôi nha. Mỗi lần run là được xa có tốn 6 cái Uniware Fragment. Ok, cũng gần hết rồi các bạn. Ô, được lượt này được cuối luôn. Ô, 18. Mình hết rồi, nhà mình hết rồi. Bây giờ mình đang chừa là mấy cái này để mình tái sử dụng nè. Đó, còn mấy bữa nay sao không hiểu mấy cái đồ Uniware mình không có ra các bạn ạ. Ngộ với đấy. Uniware mình không ra, nó không biết nó chạy đâu nữa. Mình cũng đánh boss, mình cũng nhiều đồ mà tại sao cái tỷ lệ rơi Uniware của mình bắt đầu nó lỏ rồi đó. Rồi ok. Chỉnh trời tối đi cho dễ nhìn ha. Và bây giờ thì nó là Wooly Godlike C. Sau đó đeo cái yên lên để coi là cái step hit nó như thế nào, tôi cũng không biết nữa. Rồi rồi tôi bắt trớn tôi chạy nè, tôi cũng đâu có thấy nó double cái gì lên đâu ta. Cái này tôi không biết. Ngoài chắc hút một phát là lên lethal các bạn, hút một phát một là lên lethal liền. Con DPS này dễ lên lethal lắm. Tính ra bắt trớn cũng xa chứ. Ngoài 4 tỷ 5 lên một lethal. Tôi không biết là nó có trong trong cái đợt mà tôi xem anh em đó đánh Enlet á thì kiểu như là người ta chạy hoài không ngừng đó các bạn. Ngoài 11 14 tỷ là do có dính lethal rồi nha. Ngoài bây giờ các bạn thấy là dính 5 lethal nè, bắt trớn một phát nè, full cây nè, staccato luôn nè. Coi. Đây là cái số đam mà to nhất mà tôi từng thấy kể từ lúc tôi chơi ARK Omega đấy anh em ạ. Oh my god. Má dính năm đôi thò, các bạn thấy nhảy số nó sướng. Ôi ơi như vậy là đây nè các bạn, mình hiểu cơ chế nó rồi các bạn, mà rất là khó áp dụng. Tại vì kiểu kiểu như là các bạn phải đi, các bạn phải quạt qua nó một cái nhẹ chứ đừng có bị dừng lại, các bạn hiểu không? Các bạn có đừng đừng có bị dừng lại là được. Nói chung là đừng làm cho con tê giác bị dừng lại là ok hả. Các bạn cứ chạy rồi lâu lâu các bạn quẹt, tại vì lúc mà các bạn đánh á, thì nó sẽ không dừng lại nha, nó đi ngang nó hút nhẹn cái, nhưng mà các bạn chỉ cần dính mồi đồ nó một tí thôi là nó sẽ bị dừng lại. Hiểu hiểu vấn đề, ok hiểu rồi thì thu nó vô cái. Nó có 4 tỷ 8 máu thì nó có hơi yếu hay nhờ anh em nhờ, nó hơi yếu. Rồi ok, như vậy là xong một con. Và bây giờ chúng ta đến với cái chuyên mục thứ hai là phân tích để đường tắt đưa các bạn lên Ensign. Vì trong lúc quay video mình đã nhận định và phân tích sai một số khái niệm, mình không muốn anh em phải xem những video sai lệch. Vì thế mình kết thúc video tại đây và hẹn anh em ở clip sau nhé.